Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay đi bãi về thì em có kiếm được một số món đồ, máy xịt rửa xe cùng với lại bộ dụng cụ, đồ nghề, kéo, một số món đồ đồng của Nhật bãi nhé. Trước tiên thì em sẽ đi vào cái con máy xịt rửa xe này trước. Rồi, con máy xịt rửa xe này thì là hàng made in China nhé, nhưng mà China xuất Nhật nha các bác. Cái này sản xuất cho người Nhật sử dụng nhé, không phải sản xuất để xuất sang Việt Nam như là mình mua ở nội địa Việt Nam nhé. Rồi, con này thì đây có thông số của nó đây, 1000W điện, xài điện 100V nha các bác. Đó, con này thì motor chạy còn êm nhé, ngon này, em sẽ test motor cho các bác. Rồi, tắt. Đây, bật. Tắt nó hơi sâu chút. Motor chạy rất còn êm. Mà con này là em nói trước là nó không có cái van đầu ra đầu vào để xoáy vào nhá, cái này thì các bác về các bác tự kiếm thôi. Còn cái motor thì chạy còn tốt, nhưng mà cái bộ nén khí của nó trong này á, là tại vì là hàng bãi mà nhiều khi là nó bị lỏng mấy, hoặc là kênh mấy cái dòng áp trong nước là nó bị hao mòn gì đó. Thì cái này thì các bác nào mà chuyên thì các bác về bác có thể tháo ra tự sửa chữa lấy. Còn cái bác nào mà không chuyên thì mình có thể mang ra tiệm thì người ta sửa cho, người ta tức là lau chùi rồi nó người ta thay gioăng gì đó cho. Nó chạy êm bình thường nhá. Còn con này thì em không bán theo cái giá mà còn sử dụng nguyên của nó. Thế là về mình tự sửa chữa. Vì thế nên là em sẽ dán giá rẻ thôi, bán như kiểu bán motor thôi. Đó. Còn bộ nén khí này là vẫn còn nguyên nhé. Đó, là con này là mã B1. B1 460K nha các bác. Mã B1 460K. Bác nào cảm thấy ok, tức là mình có thể tự sửa chữa được, hoặc là có chỗ nào mà quen biết có thể sửa chữa nó, lau chùi hoặc là thay gioăng áp trong nước thì đó, thì các bác về tự xử lý nhé. Đó. Giá của nó nếu mà chạy ngon lành là nó sẽ giá khác nhé. Còn cái này là bác về tự sửa chữa nên là em để cái giá 460K thôi. Rồi. Còn tiếp theo á, đến bộ dao kéo ạ, bộ kéo B2. B2 thì có món đồ mà cái kéo này em không biết là kéo để cắt cái gì. Chắc là cắt tỉa chồi gì gì đó đây. Này có hãm này. Đó. Rất là nhạy, lưỡi thì không hề gam gì nhá. Vẫn còn bóng đẹp. Rồi. Một cây kéo nữa. Mà cái kéo này em cũng không biết tác dụng của nó, nhưng mà nhìn nó rất là hay. Chữ Made in Japan này. Nhìn nó hơi mờ chút. Đó. Đó. Bóng điện hơi lóa, Made in Japan nha các bác. Rồi. Theo là một cây kéo nhỏ, nó không ghi Made in Japan gì, nhưng mà trên đây em thấy có một vài chữ Nhật, các không biết ông Nhật nào ông ghi cái gì đây, không đọc được nhưng cũng không biết là gì. Đó. Và một cái hai cái cây cái này chắc mấy ông mà làm cái gì mà tức là thao tác nó công nghệ một tí chắc, giống như cái dao chít cành gì đó,
em cũng không biết tác dụng nó làm gì, mà cái này bỏ kèm theo thôi, nhưng nó cũng không đáng tiền đâu, em không tính tiền nhiều đâu. Đây có chữ nhật này, đó hai cái dao, một lưỡi dao to một lưỡi dao nhỏ, mũi vát, nhưng mà cái mũi của nó thì hơi gãy một tí, nhưng bác nào quen biết sử dụng cái này làm gì thì bác mài lại thôi. Đó. Bộ này thì B2 130k nhé bác, 130k. Rồi. Tiếp theo là một bộ đồ nghề cờ lê. Cái này của KTC đầu 1921. 1921 còn độ mới thì tương đối nhé. Ngàm của nó thì còn nguyên. Hơi chút xíu thôi, không vấn đề gì cả. Một khóa nữa là khóa 2321 và IGO gì đây, có dấu hiệu của kiểm chứng của Nhật này đó. Cái này là 2123. Rồi một cái nữa là 1719, 1719 tốt nhé, có dấu hiệu kiểm định của Nhật này. Còn con này là 10-12, 10-12 cũng có dấu hiệu kiểm định của Nhật luôn. Con nhỏ nhỏ này thì là 6 nhé, một đầu khóa 6, hai đầu nhé, đó. Này mini rồi, bộ như thế này là gồm có 5 con, 5 cây như thế. Mã B3 180k nha các bác, 180k còn rất là bóng đẹp. Rồi tiếp theo là mã B4. B4 thì gồm có một con khóa 17, khóa 17 của KTC nhé. Nhà một con ok. Tiếp theo là một cái khóa đa năng. Khóa đa năng cũng có cái con này chắc là khoảng độ 12, 14, 16. Này chắc 21. Này thì có tầm 15 gì đấy, không 15 cũng có rồi. Cỡ vậy thôi, em cũng không 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 rành là lắm đó. Đầy đủ các khóa luôn. Một con này là 2219 này, có dấu hiệu kiểm định của Nhật này, ngàm rất là ngon này. Chưa hề có tí xây xước gì cả này đó. Đối. Đó, còn tiếp theo là con 2621. 2621. Con này không biết là đồng pha gì đây. Mình thấy nó rất nặng, cứng. Cái màu màu ánh đồng đây mà em không biết là nó làm như thế nào đây. Cứng lắm. Đầu này thì nó hơi mẻ một phát ở đầu này, mẻ một chút từ đầu. Mà ngàm nữa còn ok lắm. Này cũng tương đối nặng. Rồi, bộ V4 này thì V4. À, con này em cả chữ Made in Japan ở đây này. Đó. V4 200k đi. 200k. Rồi. Tiếp theo là đến bộ B5 nha các bác. Bộ B5. B5 thì có một con kìm mỏ chuột. Này dài cỡ khoảng 20 phân nhé, hơn 20 phân. Có dấu chữ của Nhật này. Đó. Một cái con khóa gì đây em không biết, chỉ ghi Made in Japan thôi. Loại này thì em cũng không sử dụng nên em không biết nó để làm gì.
Bác nào chuyên dùng thì bác thấy hay thì bác lựa chọn nhé. Rồi. Tiếp theo là một cái khóa hai đầu 22 và 24 nó tơ nhé. Đó. Còn đất là ok. Kim mà chết đây, cái này có tăng giảm nha. Đó, tăng giảm. Này, có chữ Japan đây này, nó hơi hơi nó lên là phải nhìn không rõ lắm. Con kìm nữa, rất nhạy, chưa hề xuất sát cái răng nào. Đây, có chữ Nhật đây nhưng mà em không biết là đọc nó như thế nào. Đó. Cái bộ B5 này tương đối nặng, em không biết giá trị thực của nó nhiều đâu, có điều là em thấy nó nặng thì nặng tiền đó. B5 300.000, 300k. Tất cả các giá trên này chưa có ship nha các bác. Rồi, bộ B6. B6 thì cái này hơi đặc biệt tí. Món này thì em cũng thích đây. Vẫn đồ rất là nhỏ, đồ mini. Một cái kim này không biết để làm gì. Đây không có chữ Nhật gì. Mà nó còn rất là ngon. Chả biết kẹp cái gì. Đây là một cái thước góc. Thước góc cái này thì bằng đồng đây. Nhỏ mini. Còn rất là ngon. Đó. Tiếp theo là một cái bẻ đinh cũng mini luôn. Con này thì chắc là để cho trẻ con chơi quá. Nói vậy thôi chứ cái này chắc là xài cho những cái bác nào mà xài gia đình hoặc như thế nào đó thôi. Cầm đi rất tiện lợi. Cái răng này thì nó hơi bị một chút nhé. Đó. Mà xài vẫn còn ok lắm. Đầu này thì còn nguyên. Bộ này thì các bác là sưu tập thôi. Sưu tập thì về trưng cũng được. Em cũng thích trưng những cái này. Nhỏ gọn. Này thì giá nó nhẹ thôi. Mua về bác nào mà thích thì mua về làm kỷ niệm đấy. 90k. Em thì em cũng thích để sưu tầm này. Có điều thì nhà nhiều đồ quá rồi. Rồi tiếp theo bộ B7. B7 là một con kéo cắt vải, nữa thì nó hơi gai một chút nhé, các về mài lại. Có chữ Nhật nha. Lưỡi của nó thì dài cỡ khoảng 20 nha. Đó. Thôi. Rồi. Tiếp theo là một con kéo cắt vải nữa, cũng có chữ của Nhật nha. Đó. Lưỡi còn rất ok, không gam gì. Một con kéo nữa là kéo bướm mũi dài, mũi này cũng tương đối dài đấy, cỡ khoảng 90 phân gì đó, có chữ Nhật nha. Này lưỡi còn rất là ngon, bén. Rồi, B7. B7 à? Này à, 160k đây. 160. Rồi, tiếp theo là bộ B8. B8 ba con kéo cắt vải, con này tương đối dài, có cái khoảng 30 cm, 30 cm từ đầu đến đuôi, có chữ Nhật nha, Tokyo này. Đó. Chốt đồng. Một con kéo cắt vải nữa, nhỏ hơn. Này thì hơi gây mũi một chút,
Có chữ nhật nha. Một con kéo bướm. Bướm như con này thì đầu nó to, đầu bè. Có chữ nhật luôn nha. Này thì mất cái con kia là gây mũi. Rồi. Nhẹ tiền hơn chút, 150k. Bác nào mà về thì bác có thể mài đi. Cho nó nhọn mũi ra thôi. Không vấn đề gì. B9. Bộ B9 thì gồm có một con kéo cắt vải. Cái này thì cái lưỡi nó hơi gam một tí. Cái này thì bắt buộc là phải về mài lại rồi. Có chữ nhật nha. Đó. Chữ nhật thì mà tại vì để lâu quá rồi, đánh lên thì nó bị mờ mất cái chữ nhật. Rồi, và một con nữa là không biết kéo này để cắt cái gì. Đây thì nó ghi là Chikamasa gì đó, Japan đó, hơi mờ một chút đó. Một con kéo bướm. Kéo bướm thì cái này nó cũng hơi gan lưỡi rồi, mũi nhọn, có chữ nhật luôn nha. Rồi bộ này thì giá phải chăng thôi. B9 này 130k, 120k đi đó. Bác về mất công còn mài lưỡi nữa. Rồi B9 tiếp theo là con B10, một cái kéo cắt bờ rào này, cán cán nhôm hay cán gì đây cũng, cũng nặng lắm đó. Kéo cắt bờ rào này cũng dài cỡ khoảng độ 60 đến 80 đó, 60. Mũi thì dài gần 20. Lưỡi còn rất là ok nhé, không hề mỉa gì. Đó. Con này là D10. D10 200k. Rồi, tiếp theo cũng là một con kéo cắt vừa rào. Này tương tự con kia thôi. Đó, giống hệt con kia. Lưỡi thì nó chỉ hơi gam chút xíu thôi. Nhìn không rõ đâu. Đó. Vẫn còn rất là ngon. Tem mác thì nó hơi bị mờ một chút. Rồi, con này xấu hơn tí. Xấu hơn cái tem thôi. Không có gì khác biệt nhiều đâu. Điều là cũ hơn là cũ tiền thôi. 180k nha các bác. 180k. Rồi. Bây giờ nó còn là hai cái nên là cái hay để nến đây, để nến bằng đồng nhá. Đó. Chân nến bằng đồng. Chân nến bằng đồng thì giống nhau thôi, hai bộ này giống nhau thôi. Cái này xoáy ra xoáy vào được này. Này thì sưu tầm đồ cổ rồi. Hàng bã Nhật nha. B12. Này dài chắc có tầm khoảng 12 phân. 12 phân nha bác. B12 150k. Đó. Này, cặp này không phải của nó. À đúng rồi, đúng rồi. Đây cặp của nó đây. Rồi. Tiếp theo là này là B13. B13 cũng như thế nhá. 150k.
chân nến rất nhỏ gọn rất đẹp, ngày lau chùi đi là sáng bóng ngay. Rồi trên đây là một số đồ em đã gom được. Đó. Các bác nào thấy ưng món nào thì ủng hộ em món đó nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt các bác.